Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi anh em ha. Rồi, tiếp tục phục vụ cho anh em về đồ ngời nè. Rồi, em có một cây kèm này ha. Ba cây kèm, bán cho anh em là 300.000 nha anh em. Chuyển khoản đủ bao ship nha. Đó, còn những hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship nha. Con này của Victor da băng nè. Còn con này của Fujiya nha. Đẹp nha, kèm đẹp, không có mẻ lử anh em. Con này Fujiya nè, da băng nè. Và con này của Mary nha. Đó, rồi combo kèm 3 cây 300. Rồi cái này là cho anh em mình thợ ủi đồ nè, hoặc là dằn đồ ha. Con này 2kg gửi nha anh em, đe ha, bằng gan nha. Mới khen nha. 2kg gửi, con này bán giá 200 nha anh em. À, cái cục này 200, cục gan 200. Rồi cái con này 150 nha. Ha, 150 màu lết, lộn cái kèm bấm mini nè. Không tên nha, 150 ngàm đẹp nha anh em. Rồi con này 250 ha, 250 đó. Cây 300 và một cây lotter đó, lotter nè. Rồi hai cặp molet 250. Cây kim kim xây dài ha, cây này bán cho anh em 150 ngàn ha, 150 ha. Xây bự nè, xây đại nè. Đó. Cái này có Mary quá. Xe đại ha. Xe này 25 nha anh em. Đó, 150 ngàn nha. Rồi anh em mua liên hệ em.